Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh tai, tin tức ngày 13 tháng 5 năm 2021 có nội dung chính. Ông Đoàn Ngọc Hải đổ bệnh ở Điện Biên, nghi mình bị nhiễm Covid-19. Và theo thông tin từ báo Lao Động, thì trưa ngày 13 tháng 5, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng ông đang rất mệt, cơ thể xuất hiện những triệu chứng của người mắc Covid-19. Và theo đó, vào lúc gần 13 giờ ngày 13 tháng 5, ông Hải cho biết: "Tôi đang trên đường đến địa phận huyện Mường Lây, tỉnh Điện Biên. Tôi chở 4.000 hộp sữa cho các cháu mầm non huyện Nậm Bồ. Từ sáng đến giờ tôi bị sốt và đau nhức các khớp kinh khủng. Khả năng tôi đã bị nhiễm virus COVID SARS-CoV-2. Tôi đã uống 2 liều Panadol mà vẫn không giảm. Tôi rất mong tài xế nào trẻ, khỏe và không bị bệnh nền lái xe cứu thương của tôi đưa tôi về Hà Nội xét nghiệm và xử lý các bước tiếp. Rất mong các anh em lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã ăn sáng với tôi khẩn trương tự cách ly sớm." Và sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều người ở Điện Biên nhắn tin gọi điện cho ông Đoàn Ngọc Hải nhưng chưa được hồi đáp. Trưa ngày 13 tháng 5, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo của huyện Nậm Bồ, tỉnh Điện Biên cho biết: "Chúng tôi đã nhận được thông tin về sức khỏe của ông Đoàn Ngọc Hải và hiện tại chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo thị xã Mường Lây và đã đưa ông Hải về trung tâm y tế thị xã Mường Lây để lấy mẫu xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Mặt khác, chúng tôi đã cử người từ Nậm Bồ ra Mường Lây nhận hàng hỗ trợ cho huyện", vị lãnh đạo này cho biết thêm. Và đó là thông tin ngày 13 tháng 5 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký vào chuông để theo dõi cái thông tin của ông Đoàn Ngọc Hải mới nhất nha. Tôi sẽ cập nhật từng phút, từng giây, từng giờ. Tạm biệt anh em.